Thầy chào các em. Hôm nay thầy sửa bài tập số 49 là bài tập cuối cùng của cái bài số 9. Đó là biến đổi các cái biểu thức hữu tỉ và giá trị của phân thức. Bài 49 như sau. Bài toán đố, đố em tìm được một phân thức của một biến x mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của x khác với ước của 2. Như vậy thì trong bài này chúng ta phải tìm những giá trị là ước của 2. Và sau đó chúng ta hiểu cái biểu thức đó phải được xác định với những x phải khác ước của 2. Từ đó chúng ta xác định được mẫu thức của phân thức. Khi đó chúng ta mới viết được phân thức. Bây giờ thầy giải ý thứ nhất. Ước của 2 là tập hợp các số. Số nào em biết không? Đó là cộng trừ 1 và cộng trừ 2. Ý thứ nhất, tìm ước của 2. Ý thứ hai, trong đề bài cho là phân thức được xác định với mọi giá trị của x khác ước của 2. Như vậy thì chúng ta có điều kiện của x là gì? Điều kiện của x đó là x khác ước của 2, tức là x khác 1, x khác âm 1, x khác 2 và x khác âm 2. Đây là những cái cấu trúc và x khác 1 và x khác âm 1 và x khác 2 và x khác âm 2. Thì từ đấy mình sẽ suy ra là mẫu thức phải có chứa x trừ 1 phải khác 0, x cộng 1 phải khác 0, x trừ 2 phải khác 0, x cộng 2 khác 0. Từ đấy mình suy ra mẫu thức phải chứa nhân tử x trừ 1 khác 0. Chuyển 1 sang bên trái, các em được x trừ 1 khác 0. Và tương tự như trên thì mẫu thức phải chứa nhân tử x cộng 1 khác 0. Từ đây mình cũng suy ra mẫu thức cũng chứa nhân tử như trên, đó là x trừ 2 khác 0. Và cuối cùng là mẫu thức phải chứa nhân tử x cộng 2 khác 0. Vậy thì mẫu thức phải chứa cái tích x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân x trừ 2 nhân x cộng 2. Vậy mẫu thức chứa x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân với x trừ 2 nhân với x cộng 2. Mà các em biết x trừ 1 nhân x cộng 1 chính hằng đẳng thức x bình phương trừ 1 bình phương, tức là x bình phương trừ 1. X trừ 2 nhân x cộng 2 chính hằng đẳng thức x bình phương trừ 2 bình phương, tức là x bình phương trừ 4. Vậy thì từ đây các em sẽ lập được những cái phân thức, miễn là tử thức không được chứa x trừ 1, x cộng 1, x trừ 2, x cộng 2 là được. Vậy phân thức cần tìm thì có vô số phân thức. Đó là
Chẳng hạn như 1 trên x bình phương trừ 1 nhân với x bình phương trừ 4, hoặc kẽm tròn tử là một một cái đa thức nhưng mà không được chứa một trong bốn cái thừa số của mẫu thức là được. Chẳng hạn như là 5x trừ 2 trên x bình phương trừ 1 nhân với x bình phương trừ 4, vân vân. Các em có thể lấy vô số các cái phân thức, miễn là mẫu thức phải chứa x bình phương trừ 1 nhân với x bình phương trừ 4, và tử thức không được chứa một trong bốn cái nhân tử của mẫu là được. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.